Trang ơi, ai nhít quá trời. Thằng lăn làm sao cho cái thằng ở trên nó lăn theo mình. Thấy không? Vậy là cái thằng lăn là phải nằm ở trên cùng luôn. Cái thằng nằm trên cùng nhiệm vụ là lụm cái trái dâu đó lăn gì đây. Cắn chứ con. Lụm ngậm cắn đi. Cứ chơi nó phải không? Chứ gì vậy? Nó hết trơn rồi. Nó hết trơn rồi. Dạ tao gọi xuống đây nè. Đây nếu mà thằng này qua thì nó xịt nước với chị. Đây vô qua. Tại vì tôi làm ba giám khảo. Tôi chạy đâu. Sao đừng có sao. Ủa con Trang không có chơi hả? Con Trang với lại cô vô mới đủ chính ha. Trang chè. Trang với cô vô luôn mới đủ bên này mới chính ha. Trang. Quang quang. Nhóm mình hợp thì bắt một nhóm cho qua một đứa. Cô đi. Cô.